Thực hiện theo thông bạch số 193 của Trung ương Giáo hội và lời kêu gọi của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc các chùa, các cơ sở tự viện cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19 trong mùa Vu Lan báo hiếu. Tối qua ngày 22 tháng 8 năm 2021, tức ngày rằm tháng 7 năm Tân Sửu, tại chùa Hang Cốc Tự, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, đã diễn ra buổi lễ thắp nến tri ân ông bà cha mẹ tổ tiên và lễ cầu siêu cho vong linh các nạn nhân bị tử vong do dịch bệnh COVID-19 được siêu thoát theo hình thức truyền hình trực tuyến trên kênh Facebook của chùa. Được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Hang, Đại đức Thích Giác hiệu Bản tự chùa Hang đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo ân báo hiếu theo hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Việt Nam, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Giác hiệu đã có một thời pháp ngắn chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan báo hiếu và kể những mẩu chuyện ngắn về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ làm rung động lòng người. Trong đạo Phật, chữ hiếu luôn đứng đầu và luôn được coi trọng. Chính vì lẽ đó, mỗi chúng ta phải luôn nhớ đến công sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Bên cạnh đó, Đại đức cũng kể những mẩu chuyện về tình người trong đại dịch với mong muốn tất cả những người con Phật trên cả nước sẽ chung tay cùng Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và các cấp giáo hội đồng sức đồng lòng cùng nhau chiến thắng đại dịch. Đồng thời, Đại đức cũng cho biết, trong thời gian qua diễn ra đại dịch COVID-19, chư tăng Phật tử chùa Hang Đồ Sơn đã ủng hộ tịnh tài tịnh vật cho công tác phòng chống dịch bệnh và ủng hộ bà con gặp khó khăn do dịch bệnh trên cả nước lên tới hơn 500 triệu đồng. Dịp này, Đại đức đã cùng một số Phật tử có mặt tại buổi lễ thắp nến tri ân ông bà cha mẹ tổ tiên và tụng kinh Vu Lan báo hiếu, cầu siêu cho chư vị vong linh, cửu huyền thất tổ các gia đình dòng họ, hương linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh thoát hóa, đồng thời cầu nguyện cho vong linh của các nạn nhân bị tử vong do dịch bệnh COVID-19 được siêu sinh về miền tịnh cảnh theo nghi thức Phật giáo và theo truyền thống văn hóa của dân tộc.